sống hay chết, vinh hay nhục, không làm dao động tâm tư của những ai biết sống và chết, chứng đáng phẩm chất của con người, không hổ thẹn với phẩm hạnh cao quý của bậc xuất gia. Hòa thượng Thượng Nguyên Hạ Chứng hiệu Tuệ Sỹ, thế danh Phạm Văn Thương, chào đời ngày 5 tháng 4 năm 1945 tại tỉnh Pakse, Lào. Song thân của ngài là cụ ông Phạm Văn Phận, pháp danh Trung Thảo, và cụ bà Đặng Thị Chính, pháp danh Diệu Chánh, nguyên quán tại Quảng Bình, Trung Phần, Việt Nam. Ngay từ thuở nhỏ, sau những lần theo mẹ đi lễ, cậu bé Phạm Văn Thương đã mến mộ quyến luyến cảnh chùa. Năm lên 7, thầy được cha mẹ cho phép vào chùa Trang Nghiêm tại làng Tân An, tỉnh Pakse làm chú điệu. Thầy đã được thế phát xuất gia khi lên 9 tuổi. 3 năm sau, nhận thấy tư chất đặc biệt và những khả năng thiên phú nơi cậu học trò nhỏ tuổi, thầy trụ trì chùa Trang Nghiêm đã khuyên gia đình nên cho thầy Tuệ Sỹ về Việt Nam để rộng đường tu học. Và năm 1960, thầy đã về. Với hành trang duy nhất là Bộ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, cậu bé 15 tuổi đã rời xa gia đình, một mình trở về quê nhà. Thầy sống tự lập và tá túc tại các tự viện lớn nhỏ trải dài từ Huế, Nha Trang xuống đến Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác của miền Nam. Năm 1961, 16 tuổi, thầy thọ giới sa di với Hòa thượng Thích Hành trụ tại Sài Gòn. Và sau đó, thọ an cư sa di giới đầu tiên tại chùa Phật Ân, tỉnh Tiền Giang. Năm 1964, thầy tốt nghiệp Viện Cao Đẳng Phật Học Sài Gòn. Đến năm 1970, với những công trình nghiên cứu Phật học đầy giá trị, người tu sĩ trẻ chỉ mới 25 tuổi đời đã được đặt cách bổ nhiệm làm giáo sư thực thụ của Viện Đại học Vạn Hạnh, khoa trưởng phân khoa Phật học niên khóa 1972-1973. Năm 1973, thầy Tuệ Sỹ thọ giới cụ túc tại Đại Giới Đàn Phước Huệ, Phật Học Viện Trung Phần, Nha Trang. Không chỉ là một tu sĩ uyên bác về Phật học, thông thạo chữ Hán cùng hai cổ ngữ Pali và Sanskrit, thầy còn tinh thông triết học Tây phương, biết nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Pháp, Đức, Lào, Thái, Nhật và Tây Tạng. Từ đó, bên cạnh các khảo cứu về Phật học, chỉ trong ít năm ngắn ngủi, thầy đã cho ra đời nhiều tác phẩm giá trị, gồm tiểu luận triết học, phê bình văn học, truyện ngắn và thơ. Các tác phẩm này được phổ biến rộng rãi trên các tạp chí bấy giờ của miền Nam như Khởi Hành, Thời Tập và tạp chí Tư tưởng của Viện Đại học Vạn Hạnh, nơi thầy từng giữ vai trò tổng thư ký tòa soạn. Năm 1973, thầy rời Sài Gòn về Nha Trang làm giám học Phật Học Viện Trung Phần. Sau ngày 30 tháng 4, 1975, Phật Học Viện Trung Phần bị buộc đóng cửa. Thầy đã lui về ẩn cư tại một miếng rẫy chùa ở ven rừng Vạn Giả. Đến năm 1977, thầy vào lại Sài Gòn lánh nạn tại chùa Tập Thành, quận Bình Thạnh. Năm 1978, viện dẫn lý do cư trú bất hợp pháp, nhà cầm quyền đã bắt giam Hòa thượng Tuệ Sỹ suốt 3 năm không xét xử. Và đây không phải là lần tù tội duy nhất trong đời. Ngày 1 tháng 4, 1984, nhằm truy bức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, nhà cầm quyền đã bố ráp nhiều tự viện tại Sài Gòn, bắt giam thầy cùng giáo sư trí siêu Lê Mạnh Thát và 17 tăng ni cư sĩ Phật tử. Sau 4 năm giam giữ, nhà cầm quyền đã tiến hành phiên tòa xét xử từ ngày 28 tháng 9 năm 1988. Với tội danh cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền, ngày 1 tháng 10 năm 1988, nhà cầm quyền Việt Nam đã tuyên án tử hình Hòa thượng Tuệ Sỹ và giáo sư Lê Mạnh Thát. Cương quyết không xin ân xá, thầy đã tuyên bố: lập trường của chúng tôi là lập trường của Phật giáo và đại khối dân tộc. Bản án tử hình đã gây nên một sự chấn động lớn ở trong và ngoài nước, với sự tranh đấu tích cực của các vị nhân sĩ khắp nơi cùng sự can thiệp của các cơ quan nhân quyền quốc tế. Nhà cầm quyền đã phải vội vã giảm án tử hình xuống còn 20 năm tù khổ sai. Tôi vẫn đợi những đêm xanh khắc khoải, màu xanh sao trong tiếng khóc ven rừng, trong bóng tối hằn thù tha thiết mải. Một vì sao bên khóe miệng rưng rưng, tôi vẫn đợi những đêm đen gió lặng, màu huyền đen trong ánh mắt xưa ngàn, nhìn hun hút để dài thêm trang sử, dài con sông tràn máu lệ quê hương. Tôi vẫn đợi suốt đời quên sóng vỗ, quên những người xuôi ngược thai Bình Dương. Ai ở lại với bàn tay bao chứa còng lau gầy, chịu nắng bóng tà dương. Tôi vẫn một tâm thân tù bé bỏng, một bàn tay nào gõ xuống chân tường, rồi khép mắt để hồn về cõi mộng. Giọt sương mai như bóng chớp mây chiều. Giữa tháng 8 năm 1998, nhà cầm quyền đã ra điều kiện buộc thầy phải ký vào đơn xin khoan hồng thì mới được phóng thích. Thầy đáp: chúng tôi đã không công nhận giá trị của phiên tòa này, tính pháp lý của bản án này. Các ông không có quyền giam giữ chúng tôi, thì sao lại có quyền khoan hồng hay ân xá chúng tôi? Sau đó, thầy đã tuyệt thực kéo dài 14 ngày. Trước tinh thần cương quyết và tình trạng sức khỏe của thầy suy sụp nhanh chóng, nhà cầm quyền đã buộc phải trả tự do cho thầy vào ngày 1 tháng 9 1998. Như vậy, kể từ sau biến cố 1975, vì tu sĩ với thân hình ốm yếu lau sậy đã phải lãnh một án tử hình, 17 năm tù đài và 3 lần quản thúc. Nhưng thầy vẫn giữ được lòng thanh thản bao dung, không chút oán hận. Vào tháng 4 năm 1999, Hòa thượng Thích Quảng Độ đề cử Hòa thượng Tuệ Sỹ làm Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Và đến năm 2002, thầy giữ trách vụ đệ nhất Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo. Ngày 1 tháng 10, 2003, thầy đã cùng nhiều vị đại lão Hòa thượng Thích Huỳnh Quang và Thích Quảng Độ tổ chức Đại hội bất thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định. Kể từ khi rời nhà tù nhỏ vào năm 1998, Hòa thượng Tuệ Sỹ đã sát cánh và đóng góp không ngừng nghỉ cùng nhị vị đại lão Hòa thượng Thích Huệ Quang và Thích Quảng Độ trong công cuộc đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam và quyền phục hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đối với Hòa thượng, sức mạnh của Phật giáo không phải là chính trị mà là văn hóa và xã hội. Trong đó, giáo dục đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Và công cuộc giáo dục này nhằm đào tạo những thế hệ tăng ni tài đức phụng sự xã hội phải do chính giáo hội độc lập đề xướng, chứ không thể chịu sự kiểm soát hay áp đặt của bất cứ thế lực chính trị nào. Trong nỗ lực đó, từ năm 2008, Hòa thượng Tuệ Sỹ đã dành hết thời gian và sức lực cho công việc trước tác, phiên dịch Phật ngôn và đào tạo nhiều lớp tăng ni trong lĩnh vực nghiên cứu Phật học và phiên dịch kinh điển. Trong thời gian này, Hòa thượng đã hoàn thành phiên dịch và hiểu đính 4 bộ kinh A Hàm, kinh Duy Ma Cợt Sở Thuyết, bộ luật tứ phần, các bộ luận Thành Duy Thức, A Tỳ Đạt Ma Câu Xá, Thắng Mang Phu Nhân và nhiều tác phẩm khác. Tháng 3, 2019, Đại lão Hòa thượng Đệ Ngũ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Quảng Độ đã mời Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đến Chùa Từ Hiếu tại Sài Gòn để phú chúc viên ngôn, ủy nhiệm Hòa thượng Tuệ Sỹ lãnh đạo Viện Tăng thống sau khi Ngài viên tịch. Giao toàn quyền lãnh đạo giáo hội từ giờ phút này cho Thầy, lãnh toàn luôn lãnh đạo giáo hội này lại rút về từ 59 mấy tuổi rồi. Về phần cá nhân mình, sức khỏe của Hòa thượng Tuệ Sỹ đã suy giảm nhiều. Sau nhiều cố gắng nài nỉ từ các đệ tử, vào tháng 12, 2019, Thầy đã đồng ý lên đường đến Nhật để trị bệnh. Đến tháng 10, 2020, ngay khi các chuyến bay thương mại hoạt động trở lại sau giai đoạn đầu của đại dịch Covid, Thầy là một trong những người đầu tiên về nước. Dù lúc đó các bác sĩ Nhật Bản đã hết lòng khuyên Thầy nên ở lại chữa trị, nếu không thì cuộc sống không thể kéo dài quá 6 tháng. Dù bầu bệnh trong người ngày càng trở nặng, ngày 27 tháng 11, 2021, Hòa thượng Tuệ Sỹ chủ trì đại hội lần thứ nhất của Hội đồng Hoàng Pháp. Và một tuần sau, ngày 3 tháng 12, Hội đồng phiên dịch Tam Tạng lâm thời chính thức được thành lập. Với nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ của Thầy, cùng nhiều chư tôn đức và các Phật tử trong và ngoài nước, chỉ sau không đầy một năm hoạt động, giữa năm 2022, 29 tập đầu tiên của Thanh Văn Tạng đã được phát hành, đặt nền móng quan trọng cho công trình Đại Tạng Kinh Việt Nam, tiếp nối công trình và nỗ lực từ Hội nghị Toàn thể Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng của Giáo hội vào năm 1973. Vào ngày 21 tháng 8, 2022, tại Chùa Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Hội đồng Giáo phẩm Trung ương đã suy cử Hòa thượng Tuệ Sỹ đảm nhiệm trách vụ chánh thư ký kiêm xử lý thường vụ Viện Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Ngay hôm sau, tại Chùa Từ Hiếu, Sài Gòn, Giáo hội đã cử hành lễ truyền trao ấn tín và khai ấn Viện Tăng thống cho Hòa thượng Tuệ Sỹ. Những ngày cuối đời, giữa những cơn đau quặn thắt tưởng chừng như không dứt, trên giường bệnh, Hòa thượng Tuệ Sỹ vẫn liên tục làm việc không ngưng nghỉ. Từ những việc phiên dịch, hiệu đính đến soạn thảo văn thư điều hành giáo hội. Khi được đệ tử thăm hỏi, nếu như hết bệnh, được trụ thế thêm 10, 15 năm nữa, thì Thầy sẽ làm gì? Thầy đã không ngần ngại nói: 500 đầu phải làm hoàn nhất Thanh Văn Tạng. Năm tiếp theo sẽ làm cái Bồ Tát Tạng. Năm cuối cùng sẽ làm cái Mật Tạng. Tức là với điều kiện thuận tiện thì mình tính 15 năm. Còn không thiếu phương tiện, thiếu người thì 15 năm cho chắc xong. Thành cái này cũng nhờ sự hỗ trợ ngoại hộ, người ngoại hộ rồi mới có thể tăng cường cái thầy chúng con chuyên cần chuyên dịch cũng được. Dù vậy, ý thức trong mình mang bạo bệnh và trong sự minh mẫn của tinh thần, Hòa Thượng đã chuẩn bị chu đáo cho sự ra đi của mình. Từ giường bệnh, Thầy đã để lại di chúc, cẩn thận sắp xếp, dặn dò các đệ tử và các vị trong các hội đồng về những việc cần làm của giáo hội. 4 giờ chiều ngày 24 tháng 11 năm 2023, nhằm ngày 12 tháng 10 năm Quý Mão, tại Chùa Phật Ân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Nguyên Hạ Chứng, Hiệu Tuệ Sỹ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch. Ngài trụ thế 79 năm và 46 giới lạc. Mượn lời của Hòa Thượng Thích Thái Hòa, chúng con xin cảm tạ song thân và gia đình huyết thống của Thầy đã có Thầy cho chúng con, và cảm ơn hồn thiên sông núi nước Nam đã có Thầy cho quê hương dân tộc để làm ánh đuốc soi đường trong thời đại nhiễu dương, chính giáo bất phân, tà chánh khó lường. Hòa Thượng đã và sẽ mãi mãi là bậc Thầy của bốn chúng. Nhận định đời nhưng không để chức quyền lực đen tối của đời sai sự, tùy thuần thế gian nhưng không tự đánh chìm trong dòng sỏi ô trượt của thế gian. Các con hãy tự rèn luyện cho mình một tính tâm bất hoại, một đức tính dừng mạnh vô ý, nỗ lực từ huấn tập trí tuệ bằng văn tư tu để nhìn rõ sự tưởng chân nguy, để thấy và biết rõ mình đang ở đâu, đang đi về đâu. Không nhắm mắt phóng càng, cái cổ xe lùng lệ bên ngoài nhưng rệu rã bên trong, đang lao xuống dấp dài không định hướng. Cầu mong các con có đủ dũng mãnh để đi bằng đôi chân của mình, nhìn bằng đôi mắt của mình, từ xác định hướng đi cho chính mình. Thầy sẽ là người bạn đồng hành với các con chứng đoạn được bóng xe của đời mình. Thầy Tuệ Sỹ.